Em xin chào các bác ạ. Bên em vừa về kho được một lô cạc đồ họa để phục vụ các bác dựng cây game và đồ họa. Lô này bên em về số lượng hai mã, đó là 1050 Ti và RX 580 8G. Đây là cạc RX 580 8G MSI các bác. Hàng còn đẹp các bác nhé. Đây là những cái dòng cạc hình chuyên về đồ họa các bác. Các bác lắp cây game hoặc đồ họa hoặc là lắp cho game net đều ok, cân mọi game luôn các bạn. Bên em chuyên cung cấp linh kiện PC các bác nhé, kể cả những cái dòng máy server, đầy đủ các linh kiện như main chip, RAM, cạc hình hoặc là màn hình các bác. Cái lô RX 580 8G này, MSI này bên em có 50 cái các bác nhé, giá là 1.400.000 trên một cái các bác, 1.400.000 trên một cái cạc này, giá rất là tốt để anh em lắp game hoặc là lắp đồ họa. Tiếp theo là một cái lô cạc 1050 Ti 4G các bác nhé. Đây là lô cạc rất là đẹp luôn, về trực tiếp từ Hàn Quốc luôn các bác. Đấy, lô cạc này thì có giá là 1.650.000 trên một cái các bác nhé. Cạc của Nvidia, cạc GTX 1050 Ti 4G các bác nhé, chuyên cho game, giá là 1.650.000 trên một cái các bạn.